Em vừa về tiếp tục một mẫu Kia Morning bản S nè anh em. Dòng xe bản cao cấp bô đôi luôn nha anh em nha. Form dáng đẹp, em được sản xuất năm 2017 nè. Cụm đèn sau là nguyên bản của nhà ghe đã được full LED nè. Biểu tượng dòng chữ của Kia Morning nè. Đây là bản SI, đây anh em. SI, số tự động nha anh em. Đã chưa? Form đẹp lắm gia đình. Em này máy 1.55 nè. Dung tích làm việc em này chạy đâu đó 5 lít xăng cho anh em. Đi đôi là hệ thống mâm phay nguyên bản của nhà Kia, 4 ở vỏ đâu đó còn được tầm 75-80%. Nước sơn rin còn nha anh em. Form mới rồi. Gia đình anh em nào mà đi mẫu này thì thứ nhất là tiết kiệm nhiên liệu, cái thứ hai nó đẹp, cái thứ ba là đồ đạc bảo dưỡng dễ thay dễ sửa, cái thứ tư đời cao. Anh em đăng kiểm 2 năm rất là sướng. Tay nắm là chủ nhà mạc chrome hết toàn bộ, từ phần gioăng, gioăng kính cửa là em này là nguyên xi hết. Nước sơn rin khá là nhiều anh em nha. Sơn rin đâu đó em này phải lên tới từ 70-75%. Chạy qua thời gian 5 tháng, cản trước có sơn, sơn lại nó báo luôn. Chạy xước là người ta sơn. Đi đôi là cụm đèn cá heo đã được full LED nè. Kết hợp chúng ta sẽ có đèn bi, bi phá xương mặt ca lăng tản nhiệt, hình râu. Hình râu như mẫu Atit anh em nhìn thấy đẹp không? 79 Khánh Hòa 17037 nha anh em. Xe này thì chỉ bàn về giá thôi. Chất xe thì bao đẹp, không cứng lỗi. ABS nè, chế độ tiết kiệm xăng nè, tích hợp xi nhan trên gương nè. Đăng kiểm tháng 5 2024. Chủ nhà dán toàn bộ hệ thống pin cách nhiệt hết toàn bộ rồi anh em. Đây, phần ghế bên trong, chủ nhà bọc cho em nó một cái bộ ghế áo da rất là xịn. Trang bị màn hình theo xe nha anh em. SI sẽ có màn hình theo xe, số tự động, 2-3 cấp chế độ chạy, vân gai còn mới nguyên xi như thế này. Ok chưa anh em? Hàng đẹp lắm. Đó, gia đình anh em lấy mẫu này về anh em chạy gia đình được tuyệt vời. Vô lăng nè, thể hiện vô lăng tích hợp tất cả tính năng, dàn trần là dàn trần rin hết nha. Ốc tán cửa là mới nguyên bản, là không có dấu hiệu đâm pha lỗi lầm nha anh em. Họ xe chuẩn không? Nội thất ở trong 5 chỗ ngồi nha anh em, 5 chỗ ngồi. Đó, phụ nữ hay là các anh các chị đi mẫu này rất là tuyệt vời. Tại vì sao số tự động á, anh em bỏ qua một cái nhịp côn, côn tự động chạy nó khỏe, nó khỏe người. Phía sau là chúng ta sẽ có hệ thống mở cốp bằng nút điện hết toàn bộ nè. Nó nhẹ nhàng chưa? Keo chỉ cánh sau em này coi như là nguyên xi hết, không có đâm pha và không lỗi lầm. Nè anh em, đã không? Vỏ đồ Seco mới tinh. Này là số khung nằm đây nha anh em nha. Số khung của dòng Kia Morning nằm đây. Số máy nằm trên, xíu nữa chừng anh sẽ hướng dẫn bà con cái cách mà anh em tìm số khung số máy của mẫu Kia được cho anh em. Hàng là hàng VIP lắm. 270 triệu mẫu này. Bên đây tích hợp chúng ta sẽ có hệ thống nè, gương cụp mở nè. Một tính năng hay ở trên mẫu Kia Morning là như thế này. Khi anh em đề máy lên đã có chế độ Eco. Eco có nghĩa là chế độ tiết kiệm nhiên liệu cho anh em đến tuyệt đối luôn. Hệ thống gương chỉnh điện nha. Keo chỉ em này là nguyên bản, không đâm pha, không lỗi lầm nè. Sạch sẽ chưa? Đi đôi là vô lăng tích hợp nè. Chúng ta sẽ có mấy chế độ chỉnh nè. Chế độ nghe nhạc rồi tất cả các tính năng. Đi được 84.553 km. Anh em trải nghiệm nè. Anh em nhìn cái vô lăng mới không ạ? Đây là cái vô lăng nguyên bản của dòng Kia nè. Mới nguyên xi nha. Không một tí gọi là phai mờ luôn. Đó, đi đôi là màn hình theo xe. Bên đây là số tự động nè. 2-3 cấp chế độ chạy nè. Đây là cần thắng tay là mới nguyên bản hết nè. Anh chị nhìn nè. Đó, bà con thấy mới chưa? Mới hết. Có hệ thống báo nhiệt độ trên xe nữa anh em. Hiện tại là 26 độ C. Mời anh em trải nghiệm vô tiếp tục phần khoang động cơ máy nhá. Hàng đẹp lắm. Tem theo xe còn nguyên xi hết. Chất lừ. Chạy em này 27, 5 lít anh em nha. 5 lít trên 100 km. Anh em trải nghiệm cục máy nè. 4 máy. Nhỏ gọn nhưng cực kỳ mạnh luôn. 1, 2, 3, 4. 4 máy. Dàn thanh của Bedfull là mới tinh luôn. Mặt sơ mi máy chưa có dấu hiệu là kè là mở luôn anh em nha. Mặt nắp keo đầu riêng nguyên nè. Keo đầu riêng nguyên thì có nghĩa là sao ạ? Không có dấu hiệu là làm máy. Và cái thứ hai, dòng này xài toàn bộ hệ thống cam trong. Đây là hệ thống cam trong nè. Cam trong chưa mở anh em nha. Ốc tán mặt nắp đầu ron cam cò nè. Chưa có dấu hiệu là khui mở nè. Máy là nguyên xi hết. Từ hệ thống buồng đốt của em nó là nguyên bản. Hệ thống cảm biến cam phía trong. Tất cả ok hết. Có hệ thống ABS luôn. Hệ thống Boe nè. Boe cảm biến gió nè. Em này xài trợ lực điện. Và đi đôi là hệ thống chân ghe, nhận cảm biến từ chân ghe đây anh em. Chân anh gọi là bướm ghe đó. Đây là hộp số.
hộp số tự động nguyên xi nhá. Qua đây hộp số nhớt máy, cái này anh em chạy có tầm 5.000 anh em thay nhớt, còn dòng này thì chạy có tầm 150.000 là thay nhớt hộp số. Cái thứ ba hệ thống đường co nước mới tinh nè, anh chị thấy hệ thống đường co nước không, mới tinh luôn. Keo chỉ nó carbo là nguyên bản, là không có dấu hiệu đâm vai lỗi lầm, rin hết nha bà con. Đây là keo chỉ nó carbo nè, sạch sẽ như thế này. Đó, anh em xác nhận đi mẫu này, đi gia đình thì anh em lấy mẫu này về cho Trần Anh, đẹp lắm anh em ơi. Kèo cột là nguyên bản hết, đèn cao su chân máy mà, mới nguyên si. Xe là yên tâm, không có một tí độ hơi. Anh em hay hỏi Trần Anh đó, cái này lấy IC từ đâu? Thì lấy IC từ đây chứ từ đâu. Bây giờ anh em tháo cái này ra, đây là tháo rời được nè. Anh em tháo rời cái này ra, và một con tán 10 đây, anh em sẽ nhìn thấy 1, 2, 3, 4, 4 cây bori nha, 4 cây bori. Sau này anh em thay bori, anh em chỉ việc mở ra và anh em thay thôi, mở hai con tán này ra là xong nha anh em nha. Đó, đẹp chưa, quá đẹp. Máy số sáng tài, chạy được có mấy chục ngàn thì cái xe nó rin. Nói chung bên Trần Anh cam kết với anh chị là máy số rin không cứng lỗi, không gặp nước, bao hết cho bà con. Đồng thời máy móc Trần Anh sẽ bảo hành cho anh em từ 3-4 tháng luôn. 270 triệu mẫu này, báo giá công khai nha, 270 triệu mẫu này, anh em có mua là có bớt. Em ấy sản xuất năm 2017, thương hiệu đến nhà Kia, một mẫu xe lừng lẫy, lừng lẫy đến bây giờ luôn nha cô chú anh chị. Được chưa anh em, SI nha, form đẹp chuẩn chu nha anh em, đẹp chưa ạ. Anh em trải nghiệm tiếp tục vô phần khoang động cơ gầm, gầm bề của em nó là không có tí mục mọt. Đây anh em, đây là dàn gầm nè, anh chị ấy gầm sáng trưng không? Đó, gầm bề sáng lắm, đẹp không anh em? Nếu thấy bên Trần Anh bán xe đẹp chuẩn xác, nhớ like xe, ủng hộ, chia sẻ, lan tỏa để đến với tay người sử dụng nha. Rồi ai ai cũng được một mẫu xe đẹp bên Trần Anh thôi. Được chưa anh em? Trắng ngọc chai, nước sơn trắng tinh, trắng gì mà sáng thế nha, trắng như Omo luôn anh em. Được chưa anh em? Omo chuyên gia giặt tại biết bẩn nha. Rồi Trần Anh chào bà con nha.